đến với đội hình ra sân của đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Họ sẽ đá với sơ đồ là 4-1-4-1 với thủ thành Thanh Tùng, bộ tứ vệ là Trọng Hoàng, Bruno Ramirez, Viết Triều, Văn Đức và phía trên là Văn Biểu, những tiền vệ là Quang Nam, Đình Tiến, Xuân Trường và đội trưởng Phi Sơn. Ở phía trên là tiền đạo Diallo. Huấn luyện trưởng của câu lạc bộ là ông Nguyễn Thành Công. Khi đó trận đấu này đội khách câu lạc bộ Công Hà Nội sẽ đá với sơ đồ là 4-4-2. Đứng trong khung thành là thủ thành Philip Nguyễn, bộ tứ vệ đó là Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Tiến Dụng và Giáp Tuấn Dương. Ở phía trên là Văn Thanh, Quang Hải, Lê Phạm Thành Long và Junior Janio. Hai tiền đạo đó là Jefferson Elias và Văn Đức. Trên băng ghế dự bị là Văn Thiết, Hoàng Văn Toản, Bùi Xuân Thịnh, Hồ Ngọc Thắng, Phạm Văn Luân, Hồ Văn Cường và Phạm Gia Hưng. Đưa bóng vào, cơ hội, không vào. Bóng nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đã thuộc về câu lạc bộ Công Hà Nội. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha bóng này và phối hợp giữa hai ngoại binh của câu lạc bộ Công Hà Nội. Đang có những pha lên bóng rất nhịp nhàng, đẩy bóng tới xuống đáy biên. Đưa bóng vào, khá nguy hiểm. Khá nguy hiểm. Bây giờ sẽ là quả đá phạt dành cho câu lạc bộ Công Hà Nội. Người đã băng lên rất nhanh để cắt bóng là Lê Phạm Thành Long. Sau đó là một nhịp xử lý quyết định xoay người và dứt điểm của Junior Janio. Bóng đập trúng vào mặt của Bruno Edgar Almeida. Cùng xem quả đá phạt này. Quang Hải không vào. Thanh Tùng đã đẩy bóng ra sau cú dứt điểm của Quang Hải. Vẫn còn cú đá bằng cái chân trái sở trường của Quang Hải. Bóng tương đối khó và Thanh Tùng đã có một pha đẩy bóng xuất sắc. Văn Thanh thêm một quả đấm bóng. Dứt điểm thứ hai không được. Cú đá sau đó là của Hồ Tuấn Tài. Ngày hôm nay thủ môn dự bị của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đó là thủ thành số 29 Dương Tùng Lâm. Thủ thành sinh năm 1999. Thành Tùng đã va chạm với ngoại bình Jefferson Elias. Văn Thanh khá nguy hiểm. Cơ hội cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dứt điểm. Cú đá hơi thiếu lực của Diallo, rất đáng tiếc. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm không thành công của Diallo. Diallo đã xin bóng, sau đó cú đá của anh là quá nhẹ. Cú Văn Thanh. Rồi. Không được. Lê Phạm Thành Long. Ta cùng xem lại cú đá của Lê Phạm Thành Long. Diallo quyết định dứt điểm từ xa. Cú đá của Diallo thường thiếu lực. Cơ hội dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dứt điểm. Không vào. Rất đáng tiếc cho đội chủ nhà với cơ hội vừa rồi. Người dứt điểm là Vũ Quang Nam. Ta cùng xem lại và chấp thời cơ này với đường truyền từ Diallo. Philip Nguyễn đã đứng chôn chân. Trong chân, bóng vẫn trong chân cao gỡ đỏ. Đánh nhau. Dứt điểm. Không vào. Rất đáng tiếc. Cú đá của Lương Xuân Trường. Trần Phi Sơn rất tốt. Đến bóng bên cánh trái. Vẫn là các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đưa bóng vào. Dứt điểm. Vào. 1-0 cho đội chủ nhà. Bất ngờ đã xảy ra trên sân Hà Tĩnh. Người đã ghi bàn là Vũ Quang Nam. Ta cùng xem lại cú đá này. Đá rất tốt của Quang Nam. Trước đó cũng làm cú đá bằng chân trái nhưng bóng đi chạy khung thành. Nhưng lần này cú dứt điểm đã thành công.
Công lớn trong pha bóng này phải kể tới kiến tạo của Văn Đức. Văn Đức đã có một pha thoát xuống rất hay bên cánh trái. Một pha phối rất sắc nét của cao thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và bây giờ trận đấu tiếp tục. Khá nguy hiểm. Quang Hải quả treo bóng. Và trùng hợp thay, trận đấu đầu tiên mà Victor Lê thi đấu cũng là trận đấu gặp cô Hà Nội rất nguy hiểm. Đó là thời điểm khi mà Victor Lê khoác áo câu lạc bộ Milan Quy Nhơn Bình Định thi đấu trên sân hàng đẫy. Chúng ta cùng xem lại pha thoát xuống này. Văn Luân là người đã thoát xuống. Với việc mà câu lạc bộ Hải Phòng đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 1-0, họ đang có được 35 điểm. Bóng vào. Khá nguy hiểm, dứt điểm, không vào. Cú đá đi vọt xa ngang. Một cơ hội bỏ lỡ rất hiếm hoi. Người dứt điểm có lẽ là Hoàng Văn Toàn. Không được. Anh Tùng đã ôm gọn bóng sau cú đá phạt vừa rồi của Quang Hải. Không được, rất nguy hiểm. Tình huống lập bập trước khung thành nhưng bóng cuối cùng cũng được phá ra. Trọng tài rút thêm một thẻ vàng nữa dành cho số 16 thủ vệ Phạm Văn Long. Rõ ràng khi mà đội chủ nhà đang ở rất gần với một chiến thắng thì đang là rất khác với một không khí lễ hội tại sân Hà Tĩnh. Đường phất dài lên trên, không có gì nguy hiểm cả. Và lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Đỗ Khánh Nam đã vang lên. 1-0 và chiến thắng dành cho cao thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vận thắng duyên được ghi do công của tiền đạo số 18 Vũ Quang Nam. Với 3 điểm trong trận đấu này, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có 27 điểm và tạm thời thoát khỏi vị trí áp chót, vị trí thứ 13. Vị trí sẽ phải đá trận đấu playoff. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.